Chào mừng anh chị và các bạn quay lại với chuỗi video tự học Excel từ cơ bản đến nâng cao. Trong bài hôm nay, mình sẽ cùng nhau xem cách tạo ra các loại biểu đồ cơ bản từ những bảng dữ liệu và cách định dạng biểu đồ thật đẹp nhé. Biểu đồ là một phần không thể thiếu khi làm dữ liệu. Biểu đồ chính là sự diễn đạt dữ liệu ở dạng hình ảnh và là công cụ tuyệt vời để người đọc báo cáo liên kết thông tin, nắm tổng quan tình hình và có thể phân tích tình huống để đưa ra quyết định. Mình cùng xem xét bảng doanh thu và chỉ tiêu theo tháng ở đây. Mỗi tháng đều có thông tin về chỉ tiêu cần đạt và doanh thu thực đạt thế này. Thông thường, với các số liệu về quy mô như doanh thu, sản lượng, giao dịch, v.v. thì mình sẽ dùng biểu đồ dạng cột để thực hiện. Để tạo biểu đồ cột, bạn chọn toàn bộ bảng dữ liệu, chọn vào menu Insert. Mình thấy ở đây có rất nhiều loại báo cáo thường dùng. Mình cũng có thể bấm vào dấu mũi tên nhỏ nhỏ ở đây để mở hộp thoại Insert dạng. Excel sẽ đề xuất cho mình một số mẫu biểu đồ phù hợp. Mình xem qua từng loại xem cái nào phù hợp với mình thì chọn nhé. Nếu vẫn không có biểu đồ nào hợp ý thì mình có thể chọn qua mục O chart để xem toàn bộ các loại biểu đồ của Excel. Có nhiều loại như biểu đồ cột, biểu đồ đường, biểu đồ tròn, biểu đồ thanh, v.v. Mình sẽ tìm hiểu sau nhé. Quay trở lại với bài, mình cần hiển thị doanh thu theo tháng ở dạng biểu đồ cột. Có nhiều loại biểu đồ cột khác nhau. Loại cơ bản nhất là lớp tờ column. Loại biểu đồ này sẽ tách các chỉ số của mình thành các cột riêng biệt. Chỉ tiêu là một cột, doanh thu là một cột khác. Kiểu này phù hợp với nhu cầu của mình rồi nè. Còn có các loại như stack column là biểu đồ cột chồng lên nhau, hay phần trăm như này. Tùy vào nhu cầu thực tế và kinh nghiệm bản thân mà mọi người chọn loại phù hợp với mình nhé. Sau khi chọn được loại biểu đồ phù hợp thì mình chọn OK. Một biểu đồ sẽ xuất hiện ở đây. Mình thấy Excel đang nhận diện tháng là một chỉ số. Mọi người có thể thấy là tháng cũng xuất hiện ở chỗ ghi chú này nè. Trong khi mình lại muốn tháng phải nằm ngang mới đúng. Vấn đề này là do tháng của mình đang lưu ở dạng số nên Excel hiểu là tháng cũng là một chỉ số đo lường. Để xử lý vấn đề này, mình chỉ cần sửa tháng lại theo dạng chữ là được. Tốt nhất là nên ghi thẳng ra tháng 1, tháng 2, luôn cho dễ. Mình xóa biểu đồ này đi, rồi lại tạo lại biểu đồ mới nhé. Sau khi đổi xong, mình thấy là Excel đã nhận diện được tháng theo trục hoành rồi nè. Mọi người có thể đưa chuột đến góc của biểu đồ, chỗ mấy cục tròn tròn này nè, xong nhấn giữ chuột và kéo để điều chỉnh kích thước của biểu đồ để phù hợp với nhu cầu, để dễ xem hơn. Tiếp theo, mình đặt tên biểu đồ theo nhu cầu bằng cách lịch đứt chuột ô rồi sửa. Tên biểu đồ thì mình cho chữ to hơn một xíu, in đậm cho đẹp nào. Các cột dữ liệu ở phía dưới này, mình có thể tô màu tùy ý cho đẹp hơn. Ví dụ cột chỉ tiêu thì tô màu đỏ, mình chọn vào cột bất kỳ của chỉ tiêu, chọn chuột phải, chọn màu đỏ. Còn với cột doanh thu thực đạt thì mình tô màu xanh lá nhé. Đây cũng là hai tông màu thường thấy khi làm biểu đồ chỉ tiêu và thực đạt đó mọi người. Bước tiếp theo, mình thấy là biểu đồ này bị thiếu các giá trị số, nên là mình nhìn vô mình không biết được là các cột này có giá trị bao nhiêu phải không nào. Mình có thể thêm nhãn dữ liệu bằng cách bấm vào dấu cộng ở đây, tìm mục Data Label, chọn vào. Các nhãn dữ liệu của biểu đồ đã xuất hiện, nhưng mà nhìn bị rối mắt quá, nhiều số quá trời. Giờ mình bấm vào một ô nhãn dữ liệu bất kỳ, chọn chuột phải, chọn Format Data Label. Hộp thoại Format Data Label hiện ra bên phải, mình có các tùy chọn cho nhãn dữ liệu như Series Name, Category Name, mà thường thì mình ít dùng mấy này nên bỏ qua. Tại phần Label Bờ Xí Sần thì mình có các lựa chọn như Center là nhãn dữ liệu sẽ nằm giữa cột, Inside End là nằm bên trong trên cùng của cột, Inside Bay là nằm bên trong dưới cùng của cột, còn Outside End là nằm bên ngoài cột. Để điều chỉnh cho các nhãn dữ liệu này gọn lại, ví dụ ở đây mình có giá trị là 299.085.000 thì mình chỉ cần hiển thị là 299.08 là được, chứ không cần hiện cả chính số thế này. Để làm được thì mình chọn vào trục tung, Excel tự động đổi hộp thoại bên phải của mình sang Format ASCII. Tại mục mục đích Lay Unit ở đây, mình chọn Thousand là nhân cho 1.000 hoặc chọn Million là hàng triệu. Thì khi chọn như này, trục dữ liệu và cả nhãn dữ liệu của mình được update theo, dễ xem hơn nhiều. Mà giờ nhìn nhiều số quá, hơi loạn mắt phải không nào? Mình cũng có thể tô màu các nhãn dữ liệu ở đây theo màu của cột dữ liệu để dễ nhận biết hơn đó.
Song, yếu tố cuối cùng của một biểu đồ chính là chú giải. Mình có thể tùy chỉnh vị trí của chú giải này theo ý mình, như top là ở bên trên, bottom là ở bên dưới, còn right là bên phải nè. Vậy là mình xong được một cái biểu đồ cột đơn giản rồi đó mọi người. À, còn một cái nữa là độ lớn và khoảng cách của các cột này, mình chỉnh được luôn. Chọn vào một cột bất kỳ, chọn chuột phải, chọn Format Data Series. Tại hộp thoại Format Data Series này, mình có hai lựa chọn là Series Overlap và Gap Width. Series Overlap là mức độ mà hai cái cột dữ liệu của mình chồng lên nhau. Chỉ số này càng bé thì hai cột càng xa nhau, chỉ số này càng lớn thì hai cột này càng chồng lên nhau. Còn Gap Width chính là khoảng cách của cột dữ liệu ở tháng này đến cột dữ liệu của tháng kia. Khi gap này bằng không là các cột dữ liệu ở hai tháng không có khoảng cách và cột dữ liệu to hơn. Còn khi gap này tiến tới cực độ là 500% thì khoảng cách là lớn nhất và cột dữ liệu cũng là bé nhất. Mọi người thử thêm để có thêm kinh nghiệm nhé. Do biểu đồ thì nhiều tính năng lắm. Trong video ngắn này thì mình chỉ có thể chia sẻ đến mọi người những yếu tố thông dụng nhất, đáp ứng được nhiều nhất công việc hàng ngày của mọi người thôi. Vậy là mình đã hoàn thành video về cô lưng chạc rồi đó mọi người. Kết thúc video này, mình hy vọng anh chị đã có thêm kiến thức và nắm được cách tạo ra một biểu đồ đơn giản trong Excel. Trong video tiếp theo, mình sẽ tìm hiểu thêm về biểu đồ đường và biểu đồ kết hợp nhé. Mình sẽ để file dữ liệu ở phần mô tả, anh chị có thể tải file về để làm cho nhuần nhuyễn nhé. Hãy cho mình một like và subscribe kênh để nhận thêm nhiều video hay và bổ ích. Cảm ơn anh chị đã theo dõi. Hẹn gặp lại mọi người trong các video tiếp theo.